mẹ là để thầy con nó đi cho khoảng là mấy bốn năm giáng tháp em mà tới nuôi tới bông cho đến dư nè dư đó là tới nuôi anh nên năm nay lớp mấy hai xong rồi đó. Mẹ Hồng Thanh học rồi lớp 9 xong rồi là mẹ Hồng Thanh đi Nam nó lại vào trong Nam mình để Hồng Thanh ra đâu là được 2 tháng là như là cả mẹ cả con tha về đây cũ đấy. Ừ, với cụ là thật. Cụ nói cụ cứu mẹ mang từ là lúc nó 7 tháng tuổi đến giờ. mẹ đẻ ra được 7 tháng thì mẹ gọi là phó mặc cho cố ngoại, Vâng. rồi đi đâu đó là tìm cái niềm vui hạnh phúc mới. Vâng. Đi vào Sài Gòn làm. À, Vâng. bây giờ lấy chồng chưa chú? Bây giờ lấy chồng ở thời cha. Nếu mà cũng không có Không là quan liên tâm hệ đến. gì. Ôi giời Đấy. Không nghe có 1.000 mà nói cho con một cái bút Yeah. chì mà cho 1.000 mà một cái vần vừa. Coi như vô trách nhiệm luôn. Chú tên là Hành à? Tôi tên là Hành, Dạ, Hành trưởng thôn, trưởng chú thôn là Hành. Hành, chú Hành là khi nào xem chương trình của cháu chưa? Chắc là chưa biết Nguyễn đấy. Khánh nha. Không, cháu là Hà Huy Khánh. À, Hà Huy Khánh, Dạ. nhiều nhiều, Hả? xem nhiều. Xem Hà nhiều Huy á? Khánh, có cái trường hợp mà có cái ba chứ chứ mà, dài dài mà hay thật thật mà ấy đó. Dài Xem Hà dài Huy hay Khánh thật nhiều thật. thật. Dạ. Vâng, Đấy, vâng. là Hà Huy Khánh hay đến đó. Vâng. Quý vị thân mến, hôm nay thì Khánh đang tìm đến thôn Tân Thành của xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nay là đầu năm học mới, quý vị ạ. Và như Khánh đã đưa tin, nếu quý vị chúng ta có để ý thì chúng ta sẽ biết được rằng là trong cái dịp đầu năm mới này thì có một số nhà hảo tâm đang kết nối cùng với Khánh để đồng hành với những em sinh viên hoặc là tân sinh viên mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang có khát vọng được được đến trường, được tiếp bước trong những ngày tháng ở giảng đường đại học đấy. Và chính vì vậy, chính vì thế cho nên là Khánh có nhận được thông tin từ những vị khán giả theo dõi chương trình của Khánh có chia sẻ một cháu gái ở tại thôn Tân Thành của huyện Kỳ Anh, của xã Kỳ Giang, trong một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt. Đấy, một hoàn cảnh rất là đáng thương. Khi sinh ra thì không biết mặt cha là ai, và mới đẻ được có 7 tháng thì mẹ cũng để cháu lại cho một Cố người cố, bà đúng không? cố Cho bà một cố người bà ngoại cố. Dạ. Và từ đó cho đến nay thì mẹ không có quan tâm chăm sóc gì cả. Đấy. Trong cái trường hợp này thì chúng ta mà dùng cái từ bỏ rơi thì đâu đó nó cũng chưa phải. Bởi vì bỏ rơi thì đâu đó là phải đưa để ở một cái nơi nào đó mà nó không gọi là bỏ rơi ngoài đường đấy. Ví dụ như thế, đúng không chú? bỏ bỏ rơi thì Đấy, chưa 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 phải chưa phải. Nhưng phải mà nhưng mà thực không sự là không 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 quan tâm không quan tâm gì không cả. quan tâm Đấy, thì thực sự đó cũng là một cái nỗi niềm của một cái đứa trẻ mà cũng rất là gọi là nhiều cái tâm trạng, đúng không chú? Vâng. Và cho đến bây giờ thì 10, 17, 18 năm vừa qua là không chỉ là thiếu cái tình yêu thương của cha mà người mẹ sinh thành ra cũng không quan tâm gì đến cháu cả. Cũng không hiểu được là tại sao lại có những người phụ nữ là như thế được. Đấy. Và cho đến bây giờ khi mà vừa tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp tú tài, lại đầu vào trường đại học ở Sài Gòn nhưng mà lại không có tiền để đi học. Và biết về cái chương trình của Khánh thì cháu gái có chủ động nhắn tin cho Khánh rằng là nếu được cháu rất mong được chú giúp đỡ cho cháu. Và cụ thể câu chuyện như thế nào thì ngày hôm nay Khánh có liên hệ với địa phương và được chú Hành là trưởng thôn ở đây có dẫn đường, đồng Rồi. hành để dẫn Khánh đến. Thì bây giờ đây thì con cũng muốn nhờ chú Hành dẫn con đi vào Rồi. thăm gia đình, rồi ta sẽ trò chuyện một Bây chút giờ chú mời Hành. các chú ta vào nha. Dạ, ok. Tao tao. Dạ, Vâng. đi, ta đi vào rồi. Cái hoàn cảnh này, trong suốt những năm tháng vừa qua là mẹ không quan tâm gì luôn hả chú? Không. Không hầu như nó không quan tâm. Hiện nay cũng không không liên lạc gì. Sao mà lại có những người lại như thế được hả? Thế còn những người phụ nữ như vậy Nhà ở đây à chú? đây
Nhà nhỏ thế này, nhà này thì chắc chắn là hộ nghèo của địa phương này. Hộ nghèo rồi. Mấy chục năm nay hộ nghèo rồi. Mà con hỏi một chút là chú Hành là trưởng thôn ở đây thì như chú, như mọi người chia sẻ rằng là cháu này là ở cùng với cố. Cố ngoài, nhưng mà là cố nội nữa. Mẹ thì đã gọi là mẹ đã không quan tâm rồi, nhưng mà ông bà ngoài đâu mà lại... Ông bà ngoài nó lại ở bên kia, thôn bên kia. Xá, nhưng mà Lý nói tóm lại là cũng, nhà cũng không có khó khăn. Thì bây giờ ở với cố. Là thật. Cố này cố mẹ... cứu mãng từ lúc nó 7 tháng, 7 tháng tuổi đến giờ. Mẹ đẻ ra được 7 tháng thì mẹ gọi là phó mặc cho cố ngoài. Vâng. Rồi đi đâu đó là tìm cái niềm vui hạnh phúc mới. Vâng. Đi vào Sài Gòn làm. À. Vâng. Bây giờ lấy chồng chưa chú? Bây giờ lấy chồng ở Thái Cha. Nhưng mà cũng không có là, không là liên hệ gì. Ôi giời ơi. Thế mà tại sao lại ông bà ngoài lại không đứng ra để mà chăm cháu mà lại để cho cố ngoài? Đấy, cố ngoài. Mà bây giờ cố ngoài năm nay mấy tuổi? 95 tuổi rồi. 95 tuổi rồi. Vâng. 95 tuổi rồi. 95 tuổi rồi đấy. Cố lại. Đi mua hẻ. Hôm nay cố lại đi mua hẻ. À. Không có ai ở nhà. Có lẽ mới cả chú ở đây tí nhá. Sao rồi? Để bác coi. Không đi đâu xa đâu. À. Ở nhà một đứa con ở đến này. À. Con cũ à. Thế thì con nhờ chú Hành. Để dạ. chú đi lên dạ, đây dạ, chú gọi dạ, nhá. Dạ, chú đi gọi giúp con ừ, nhá. Chú lên đây chú gọi dạ. nhá. Trong lúc chú đang đi gọi thì con cũng ngắm ra cạnh này một tí. Dạ. Đấy, như quý vị chúng ta vừa nghe chú Hành là trưởng thôn ở đây chia sẻ đấy, là cái người phụ nữ này sinh ra cháu gái này mới được 7 tháng thôi thì là bỏ mặc cho cố ngoài, chứ không phải là ông bà ngoài đâu nhá, chứ không phải là bố mẹ đẻ đâu. Đấy. Và cho đến bây giờ thì đã lập gia đình rồi, nhưng mà trong suốt 5 tháng vừa qua cũng không quan tâm gì con cháu cả, và ở trong một cái căn nhà nhỏ của một người cố ngoài năm nay bảo là 95 tuổi rồi, nhà nhỏ lắm, đấy, vào đây không thấy ai ở nhà cả. Để ta vào ta xem tí cả nhà. Bây giờ chỗ này là chắc là góc học tập của cháu đấy. Đây, cố ngoài là Trần Thị Nhuấn. Năm 2016 là đã mừng thọ 90 tuổi. Ồ, năm 2016 mà đã 90 tuổi thì bây giờ cụ phải là 97 tuổi rồi chứ. Hey. Đấy. Năm 2021 là cụ 95 tuổi thì bây giờ cụ 97 tuổi rồi. Thế bây giờ cụ cực kỳ, thế là cụ thọ đấy. Đấy. Một mình cụ 97 tuổi. Mà cách đây 17 năm tức là lúc đó là cụ là 85 tuổi. Mà còn phải là cụ là 80 tuổi. Mà cụ phải chăm một đứa trẻ mới chỉ 7 tháng thôi, không có cha. Mẹ thì không quan tâm. Là thế. Người phụ nữ là thật. Cụ ngoài thì lại nuôi con cho. Mà chính bản thân mình đẻ ra thì lại không có chăm sóc. Đấy, cụ sống trong một cái nhà nhỏ lắm quý vị. Đâu đó Khánh tính khoảng chừng là được khoảng tầm 12 mét vuông thôi. Ở trong này gồm có là giường, rồi nấu ăn, chỗ ngủ, rồi nấu nướng ở đây luôn. Không có cái bóng đèn nào này. Đấy, xem có bóng đèn nào. À đây, đấy. Chỗ nấu ăn đây. Khám phá cái nồi của cụ. Chỉ được... tí nước luộc rau muống thôi. Cụ 87 tuổi, 97 tuổi rồi mà vẫn đi chơi được. À đây, luộc rau muống đây cả nhà này. Luộc rau muống đây. Cụ luộc rau muống úp sẵn đây. À, rau cải. Chắc là chờ để tí mẹ cháu về là ba. Là bà cháu là ăn. Đây. Trong số quý vị chúng ta đang theo dõi video ở đây nhé. Có ai mà chúng ta cũng đang sử dụng cái cùi như thế này không? Đấy.
cái chỗ đường thức ăn. Ôi rực rỡ thế, chà 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 chà, ôi cù chơi được nấu cả ngừ này, ngon thế, không biết cù nấu hay là cháu gái nấu đây, rực rỡ quá. Dạ không cần quạt đâu chú Hành ạ, không cần quạt đâu chú. Đấy. Chú Hành ơi, bà cù không biết là bà cù nấu hay là ai nấu mà nấu được nấu một nồi gọi là một chảo cá nhiều lắm. Ừ. Chà. Bà cù đó hay là áo chó đó. Wow. Ai chó đến làng đấy họ chó. Dân làng đấy họ thỉnh thoảng cho hả? À, bà cù đi đâu rồi chú? Bà cù đi chơi đến con chứ đang chuẩn bị về. À, 97 tuổi bây giờ vẫn đi chơi được. Đi chơi được. Wow. Lưng con bên này rồi, khoảng độ tầm 40 năm lưng con bên này rồi. Lúc này chú Hành nói với con là 95 nhưng mà bà năm nay 97 rồi. 97 rồi. 97 tuổi rồi. Đấy. Chú ngược ngược chín lắm nhưng mà 97 rồi. Nhè. Mà chú này vô đây mà xem nhà toàn nội trong cùi toàn cá luôn. Ừ. Ở trên cũng cá mà ở dưới cũng cá. Ở trên này cũng một chảo cá mà dưới này Khánh cũng thấy có một nồi cá đây nữa cả nhà này. Đó. Nồi cá đó nữa này. Thế rực rỡ đấy, không biết là cái nồi như là nồi chi. Nên nồi gì. Ôi, cũng cá luôn. Trời ơi giời. Nhà này xong mà cù chơi nghiền cá thế. Quá trời. Thích ăn cá. Ôi, cù nấu nhiều cá thế. Ai chà chà. Ô, đấy là cháu, con, đấy là con gái của cháu chào gì nhá. Con gái của cu này. Cu về đây rồi hả? Cu rồi đó. Ôi giời ơi, con chào cu nhá. Ôi giời, con chào cu. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, mới vào đột nhập nhà cu cái mà nhà nhiều cá thế. À. Mới đột nhập vào nhà cù ấy, cù nhiều cá quá, chà chà chà. Chào cù nhá. À. Răng sún hết rồi. Răng sún lâu rồi. Răng rùn hết rồi. Lâu rồi. Chứ nói không răng. Phải 20 năm đó. Thế này. Thế cháu gái Hoài Thanh thì ở đâu? Cháu gái Hoài Thanh nhưng đi sang bên một con bàn một bên sổ mà. À. Bên làng bên là cái quốc lộ. Dạ. Thì đến về đó chứ chả đi hỏi đâu. Chào chào gì? Gì đấy là... Gì là con gái của bà. À, gì là con gái của bà. Dạ, 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 dạ. Thế lại đây trò chuyện với gì một tí hả? Gì là con gái út của bà hả? Con gái út của bà. À. Ồ, con gái út của bà. Con chia sẻ với gì một chút là con tên là Khánh. Rồi, biết. Dạ, con làm với đi chương trình Thiền Nguyên đấy. Dạ. Biết đấy. Nghe mọi người đây có chia sẻ rằng là cháu gái của dì tên là Hoài Thanh. À, đúng, đúng. Hoài Thanh. Hoài Thanh. À, Hoài Thanh. Hoàng Thanh. À, Hoàng Thanh. Hoàng thì Hồng Thanh. À, Hoàng thì Hồng Thanh. Đúng. Dạ. Yeah. Bảo là cha thì không có cha. Cha thì không có cha. Mẹ đẻ. Cha thì mẹ đẻ là coi như mẹ là đập 5 tháng là về củ nơi nuôi. À. Coi như là chị gái của gì đây. Yeah. Là coi như lấy một lần chồng một lần đầu rồi thì coi như được một năm thì anh đó đi bộ đội là hy sinh. Vâng. Sau đến lúc đó là chị đã xin nồi là nó giữ chó về ngoài giữ chồng thì mất đi rồi. Vâng. Khi về ở đấy với ba mùa hai năm hai ba năm sau đó thì chị nói chứ lắng lấy chồng là chị kiếm một đứa con chị nuôi là coi như tức là kiếm mẹ của con Thanh đấy. À. Là nuôi là coi như là khi được à cả là mấy năm thì ở tiếng Hoa đến cả sáu đẻ được con mẹ của Thanh là được 5 tháng ạ. Thì có một người đến thì là coi như là lấy là coi như mẹ của Thanh là 5 tháng là cùng cô nuôi. À. Cô nuôi đến chín học đến lớp 9 xong là không có mà học nó là đi Nam. Đi Nam là đi vô trong thì không biết có nó là coi như là đẻ con Thanh nó ra. Là đẻ cái con Hoàng Thanh nó ra chứ là chất. Tức là chất của cô đây. Vâng. Được tiếp được 5 tháng là được 2 tháng là thả từ trong thầy cô nó thả về đây được 2 tháng cho cô. Ba đi lấy chồng ấy. Thì cũng vất vả đó, con mua là cũng vất vả. Vâng. Thì sau nó về được 5 tháng đấy là cụ đấy nuôi là coi như nuôi cháu được 5 tháng nuôi cháu, được 2 tháng là nuôi chất. Nuôi đến khi đến dư học đến lớp 12 đến dư cụ nuôi đó. Coi như là mẹ cũng có 1.000 mà cho con mua một cái bụt chi, mắng cho có 1.000 mà cho con mua gần vợ. Rồi thì là ba cũng có nói chúng ba lấy cái ống đó thì con cũng đúng là thôi chứ 4 năm đó con là thôi chứ. Cũng có mà cho cháu
nói chung là coi như cụ đấy là coi như là cái nhà cái anh xã hội đấy là cách tên năm nay cũng nghỉ đấy, coi như cảnh mấy năm trước lại như là nuôi là hàng nghìn con vịt cứ xả mãi rồi là ba đi ta, nuôi ta ngồi vô đây cho nó thoải mái đi ba đi lặt trứng á, ba đi lặt trứng đây được ba đi lặt trứng cho ông ở trong đơn vịt á, lặt thả mấy trăm nghìn á là coi như về cổ cháu cứ ăn rồi đừng nói gạo thì nhà gì cố đây là lặt trứng á, đấy cố lặt trứng mấy năm giúp anh xã hội đấy, anh mới mấy nghìn vịt luôn á. À. Là cụ đi vào trong chuồng là cụ lặt trứng là vậy, có những cụ cháu cứ ăn uống tiêu xài vô đó, nó con gà thì như gì cập cho ăn. Tức là từ đầu chương trình là chúng ta cứ băn khoăn rằng là không hiểu lý do vì sao rằng là mẹ thì dài dột đẻ ra cháu Hồng Thanh thì đã là không có nuôi được rồi, thôi. Để phó mặc cho cố rồi. Rồi nhưng mà cũng trăn trở là tại sao lại ông bà ngoài là không nuôi. Nhưng mà nghe gì đây kệ thì chúng ta mới hiểu được hiểu là được do là bà ngoài là cũng là lấy một đời chồng trước, đúng. Là đẻ được Hồng Thanh à, đẻ được mẹ không, và bà của Hồng Thanh đẻ được đời chồng trước là chưa có con, chưa có con là những đến khi là mẹ là ba của Hoàng Thanh đó là về ở đấy vì bà ngoài là xin bà nội về ở vì bà ngoài là 2 năm xin, rồi xin ở với bà ngoài đây đó là về ở bà ngoài 2 năm rồi tin thì không ai đến đến lúc đó thì nói dư là không ai lấy mà cũng không lấy ai là thì đẻ của để mẹ của Hồng Thanh nó ra, để mẹ con là nuôi nhau. Đến lúc thì ni là để được 5 tháng thì ni là có người dân đến, đến cái ông lại đó đến lấy đàn, đến lấy ba ấy. Thì ni là có như ba đi lấy chồng ấy, thì là có như này là mẹ đi lấy chồng thì ni để là bỏ mẹ của Hoàng Thanh ở lại cho cô nuôi. Được 5 tháng là nuôi, nuôi học đến lớp 9 cùng nuôi cái cảnh ở đấy mà là những ở cái nhà trên đó, là cùng nuôi 2 cục cháu là cứ nuôi nhau được. Đến lúc rồi thì ni là mẹ Hồng Thanh học rồi lớp 9 xong là mẹ Hồng Thanh đi Nam là vào trong Nam mình là để Hồng Thanh ra đâu. Là được 2 tháng là như là cả mẹ cả con thả về đấy cũ đi. Thả về cũ năm ở đến đầu cái nhà trên sau này cùng những người nhỏ đó này. Rồi lại tiếp tục lại cố nuôi cho đến giờ. Là cuối cùng thì mẹ Hồng Thanh được 5-6 tháng là thì mẹ Hồng Thanh bỏ đi. Có như bỏ đi là để con la nhà cho cũ. Là cũ nuôi đến xưa luôn. Thế là nó mẹ cũng nghe có 1.000 mà cho mẹ cho con cũng nghe có 1.000 mà lại cho con một cái bút chì mà cho 1.000 mà một cái vần vự. Coi như vô trách nhiệm luôn. Còn chán thế. Còn coi như không thấy là cứ nói chung với cụ thì nhiều khi cụ đồ bà này cụ cũng chửi cũng nhiều khi cũng tôi hẳn thật. Chứ ở nếu biết ở vì ai đấy nè, ở vì ba thì ba đấy lấy trong ấy mà này chứ con của trong trước nữa là coi như là nó ngờ được. Là quay là phải chấp nhận là ở vì cụ mà những nhiều khi cụ thiên báng khẩu đó cùng đồ bàn ấy về thì nói chúng học thì nữa thì nhất trường học cũng cung cấp cho miễn phí cho cả khoản có đưa những gì cho nhiều khi sách bút cái gì đi đấy cũng có đấy, thì về xin cụ thì cụ cũng có cố lấy một ra tiền cũng có cố tiền bây giờ làm cho đâu đúng là cụ đó cụ đã được mấy năm trước là đặt tháng 270 là Quân Thành đấy là hồi là có như anh trai của gì đấy nhỉ là đứng con sống là anh chạy vô là tiền cái hồ nghèo mà được 1 tháng là hồi này được 180.000 là cụ cũng được 180.000 hắn cũng được 180.000 là nhận được 2 năm sau anh trai của dì đây mất đi là tên xa vì nhận được học cắt đi là hồi hắn và có như hắn đã kho 3 tuổi là ủ của hắn chạy vô nhận được 2 năm đến khi hắn học lên lớp 5 là học cắt thế là tóm lại là bây giờ đây là chúng con nghe câu chuyện như thế là cũng hiểu được sơ sơ rồi. Thì trước tiên là biết được là cố đây là cũng cố là có cái duyên ở đây là duyên theo kiểu là cố trời nuôi đó, cố trời nuôi khi nào mình nuôi đặc cháu đặc chặt ra đặc cố mà cố mắng trời nuôi đi đúng là đau cố đây là chịu. Cố đây là mẹ của gì đây gì đây là con út sáu thịt của cụ vâng mà cố là có 6 người con trong đó có một anh con trai mà anh con trai thì mất rồi anh làm công an của xa của tỉnh mà mất thế đây như thế thì 5 đứa con gái thì bây giờ lại có một người cháu thì nó lại lỡ duyên như thế thì bây giờ thì mấy anh chị em chú cha chú bác phải giúp đỡ cho nó chứ sao nhé anh chú em thì nói chúng chứ đừng là 5 con gái thì nói chúng là gì mồm vất vả nói chúng gì mồm vất vả có 3 mồm vất vả còn mà trừ cặp chưa hẳn nói chúng là gì toàn là cụ vất vả cả đứng chắc gì ở đấy nó có đâu những ở ngoài cả ở ngoài nghĩa đan thì đôi thì ở trong Sài Gòn thì ở đúng túng đấy mà nhưng cũng vất vả thế rồi
thì chỉ cô nuôi thôi, không ai được tươi. Cô nuôi thì... Cô nuôi là gạo là gì nuôi? Gạo là gì cấp? Ăn cho cả cô và cháu ăn. Đứng con tin á, là cô là dư mới vừa được tháng 8, dư ra được 360 một tháng. Rồi thì là cô mới nghỉ một năm, mới chứ là mấy năm trước là cô lắc trứng cho anh xong đi là anh ấy trả cho một thằng 300-400 triệu nó là cụ cháu cứ gắn tương đó thì lắc trứng vịt ấy, họ nuôi vịt đằng sau này là họ nuôi cả nghìn con luôn à, sau này rồi mình... là sáng mai dậy là vịt đẻ đó là cụ đi lắc trứng bỏ vào sọt cho cụ cho anh cho họ. Rồi thì cụ soi xong đó thì trưa chiều là cụ đi soi trứng lồn cho anh ấy. Nhưng mà giỏi bây lắm. Giờ nhưng mà đó là ngày xưa chứ bây giờ làm sao cố làm được nữa, thì mới nghỉ một năm ấy thôi, năm 2023 này thôi, con năm ngoái đứng đi làm mà. Bây giờ còng lưng cái này đi không ngồi đâu. Còng lưng rồi đấy. Vẫn làm đấy. Cô vẫn làm được. Vẫn so đặc trưng lồn đi. Xíu rồi nè. Thấy cô có nói được nữa không? Có, con không nghe chứ, cô tỉnh táo cô. À, nghe là không nghe á? Không, đĩa cô nghe thôi. Con là cô minh mẫn tỉnh táo cô. Chuyện đời mỗi đó cho cùng nhớ lắc lại mà. Nhớ tốt nữa luôn á. Bố trí 1.000-2.000 chỉ là cho nhớ rắp rắp luôn. Trứng mà trứng lồn mà cái thùng này 3.000 trứng, thùng này 2.000 trứng lắp cho anh sao hồi đấy là nhớ rắp rắp luôn á. Cứ này cái thùng nó là 3.000 là bây chờ đi, 2.000 bây chờ đi. Cũng sai một trứng. Mười năm đi, mấy cô mấy tháng đấy nghỉ đi. Lứa là mân hết mà. Cô giỏi thế, cô 97 tuổi mà trí nhớ tốt thế. Trí nhớ là ta thua. Nói chung dư là ta thua. Thế là bây giờ là Hồng Thanh là lâu nay có ở đây với cô có, nữa đâu? Có, ở đấy. Ở đây không, á. Không, nghe nói ở đây nữa. Không, đó là hẳn là 2-3 ngày này là hẳn đi ngoài này chứ không là con học xong đi ở đây biết ở mô. Đi mô. Hẳn là vừa đi ra ngoài chỗ học khuyến tập đấy, là họ này nhiều đi ra hơn nơi để phỏng vấn đó. Học gì? Hẳn cái họ ngoài tỉnh nhà đó, vì phòng giáo dục đó là họ nhiều đi ra. Ráng ngoài cho chí mà mấy bữa ní là cũng không lên. Mấy bữa hay lên tiến gì làm mà mấy bữa ní lên mà đi Hà Nội mới về khi tuổi khi trả mà quá. Hẳn vẫn đi ra Hà Nội. Ra Hà Nội làm gì? Ra Hà Nội là nghe là để đi ra coi thử được không để mà học để mà miễn phí vô rồi đó. Học gì? Học cả hẳn điều dư đi xin đi học ở đó. Tiếng mệt cô được hay không ở đó. Thì dư nói chúng đi ra mà bà quá về chứ dưng lên chứ ra một bên. Bên quân ba này chứ không về thôi chứ chưa hồi được chân nắm được cái đấy. Sao mà cháu chắt của mình đang cái độ tuổi mới lớn mà cứ cho đi lung tung lang thang chứ chết đi. Ấy. Tí nói thật chứ dư cũng lấy hẳn là cho ta cũng không quản nổi được. Yeah. Bởi vì chứ con ta trong nhà ta cũng thể quản được ngay chứ cũng như cháu ở đây đi chứ. Nhiều khi anh đi nhiều anh cũng nói đi cái con ta cũng không quản triệt được hẳn thì chứ cũng nói chung cũng lấy hẳn là thôi. Yeah. Chứ quản triệt cũng quản được. Lấy nó thì là gì cứ hãy nói đó chứ nữa này. Dư là cổ nuôi ăn học là hết mẹ hài, dư là chỉ chủ vô để dù chú mà học hành cho nên thân chứ đừng có mà đi tư vừa tất vất rồi mà hiền xa khuôn ba năm dài dư đây mà khổ là khổ cả đời nè, nói với mà nói làm em ba bao nói hắn ít lên đấy thì chứ mà chưa đi mới về sáng mà qua mới về sáng qua à, mà qua thì khi mà qua về đấy đấy xong rồi thì khi tùy đi mua theo khuôn ba mua rồi thì mua bến thì cụ mới nói là cụ mới cha lên hồi nói rằng mà hắn đi mua cho khi đi mắn về đấy. Thế à? Rồi ai hàng ngày ai nấu cho cô ăn? Thì cô tự cô nấu. Xong mà lúc này em vào rồi xem trong củi mà thấy trong cái củi. Cô mà... nấu củi cô đi kiếm về đó. Không cái củi cái củi. À củi gì cái củi. Để đồ ăn nha, đồ ăn nha. Mà sao nhiều cá thế? Mua nhiều lắm. Đợt muốn mua thôi em mua nhiều lắm. Mua cá thì phải ăn cả tuần không hết đấy. Nghe không biết đâu đó, cô là có cái tất có cái tính của cô đó rửa, cái tính của cô đó. Nấu hai mua hai nồi cá luôn. Ba nồi. Cô có nắm con mèo mua đến đấy là cô cho ăn, cô chăm cho ăn. À. Cô nắm con 6 con mèo thì. Lâu lâu thì cô chăm cho ăn, nó có một con chó nữa. Cô nuôi được. Cô cứ cho ăn rồi. Cô cho ăn nó bây, bây, bây giờ cố còn đi lại được bình thường nữa không? Thế cố đi quỳ, quỳ đâu, cố đi xin về cố. Nói cố thử đứng dậy đi lại xem mọi người. Cũng thẳng được, những người nhưng mà, không. Nhưng mà đi được, đi có bình cần, thường mà. Có ba cần đứng, chống gầy không? Không, ba đứng dậy đi. Ba đứng dậy đi cho chú coi gầy. Ba đứng dậy đi cho chú coi gầy. Ba đứng dậy nhá. Ba đứng dậy. Tiếc cái là bà chỉ không nói, không nghe được để bà đó, nói chuyện. Nói à? Nhỏ thì nghe được. À. Ba đi ấy. Ba đi ấy. Đi bình thường. Rim bảo là đừng còn đi nhặt được trứng vịt á. Ôi, giỏi siêu đẳng luôn. Hả? Giỏi siêu đẳng luôn. Vẫn được siêu đẳng nữa luôn á. Ê, cái nhà anh sao hồi đấy này, anh nuôi hàng nghìn, mấy nghìn có đó luôn. Đấy, cái nhà anh đấy, nuôi mấy nghìn con đấy anh đấy. À, xong rồi bà hàng ngày bà đi lặt trứng vịt đấy. Ơi. Bà giỏi thế. Đếm siêu đẳng lắm. Mấy nghìn hết. Một tay năm quả, hai tay mười quả là mấy tay. Nhớ răm rắp nữa luôn á.
Bây giờ thử nói cố kể một cái câu chuyện đi xem cố có nhớ được không? Có. Chỉ gì thử đứng nói xem nó. Đấy, thì hỏi có cụ đi mà nhỉ. Cô đừng đi khỏi chiêu của con xuống này, đừng đi mà mồi. Cô cô chuyện bình thường đâu, óc cô hơn ta nhiều. Ui chứ ai trở lang nó chết năm mấy tháng mấy nó ngay mấy dù là nhớ rất lắm. Nói cố thử kể cái vấn đề về cháu Hồng Thanh này xem cố có nói được không? Có, cô nói được mà. Gì thử nói, gì nói cố kể đi. Hỏi cố năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chú hỏi này, ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Chú đấy hỏi này, ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 97. Đấy. À, năm nay 97 tuổi á? Đấy. Ồ, năm nay 97 tuổi rồi. Đó. Sao cố không về ở với con cái mà ở đây một mình? Ở đây có cái con chắc ba con nào học hết là bay hải rồi. Chứ bà Ni, học ngay Hà Nội mà bà Ni về, bà té ra nạp chạy nạp tơ đây về, mà đi bàn để bè chứ. À. Thế con cậu cậu của mẹ đâu á? À. Cháu của mẹ đâu à? Để chú nói lên chứ, lập bay hai xong rồi. Ồ. Trong trà lọt đây đây. Cố nuôi từ lúc đang trong tả lót đến giờ. Ồ. Chứ là học thống này chứ là... Con găm đây con trò chuyện với cô tí. Anh ấy là nhà nước cho đi học. À, nhà nước cho đi học à? Đi học là học mà. Mà té ra bốn ngày nập dậy nập tơ ra về. À. Đấy, về bộ... về đi. Như bà nếu mẹ đi mổ mẹ là. À. Con đi mổ mà không nói với cô à? Không. Bà quả phải tôi đi lên tranh mổ nạp rau cài. Về hành bánh xe đi rồi. À. Thế cô có nhớ không? À, khi hôm về. Khi hôm về? Về... về tháng 17. Dạ. Yeah. À, tháng 27. Dạ. Yeah. Con nghe mọi người... Chúng con làm cái chương trình từ thiện đấy. Nghe mọi người nói là cố già rồi mà đang còn phải nuôi cháu nữa. À, nuôi chắt nữa. Mà mẹ, bây giờ chắc là đầu đại học mà muốn đi học. Mẹ là để thầy con ta đi cho hoảng là mày bốn năm giáng thả mẹ mà tới nuôi tới bông cho đến dư nè. Dư đó là tới nuôi anh nên năm nay lập mấy hải xong rồi đó. Dạ. Yeah. Dư đó là anh nói anh học cái mẹ ngủ lại cho nó mang nghe chết hơn. Nó mang chết hơn. Đây là học sống đi, khi xa cổng rồi. Mà té là đi học rồi đó. Mà được con gái đi đấy. Cái cổ lý cái... Con tài đi. Dạ. Nhưng nó có cái truyền thống của cho con học là tuyệt vời. Bác gì sát sát lại đi. Thâu hết là có con của ta. Thâu hết là học hết mấy hai. Học hết lớp 10 cái thời đó. À, tức là cố là kinh tế là khó khăn. Kinh tế là khó khăn nhất làng. À, nhưng mà lại... Nhưng mà có cái truyền thống cho con học là chưa khó khăn. À. Thôi đó là con cũ là chỉ có con Sơn thôi. Con là mấy đứa nó học hết. Chắc. Yeah. Là hết 10 cả. Tám mươi ngày là còn 12 con. Nhưng mà, nhưng mà sau đó lại cũng lần đần đến cuối cùng là đến bây giờ. Kinh tế vất vả lắm. Nhưng mà đến bây giờ là vẫn còn vất vả hả? Vất vả. Rồi cố. Thôi thì bây giờ là những cái khó khăn vất vả thì nó cũng đã qua rồi. Trời cho cố được tuổi thọ, được cái sức khỏe như thế là cũng rất là mừng. Hiếm ai mà bây giờ 97 tuổi mà vẫn còn minh mẫn, mà vẫn có thể là lao động được như cố bây giờ đấy. Đó là cái điều rất là tuyệt vời cố ạ. Còn cố đang phải chăm một người chắt, năm nay cũng 17, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 xong. Và đang có nhu cầu mong muốn được vào trường đại học. Đấy, đại học và vào trong Sài Gòn ấy. Thì chúng con cũng biết là ngày hôm nay cháu nó đầu vào trong trường Sài Gòn và muốn được đi học. Và trong một cái hoàn cảnh gia đình nghèo. Cho nên là chúng cháu đến để chúng cháu tìm hiểu một chút. Đó. Thì hôm nay thì cháu nó không có ở nhà. Thì chúng cháu cũng không thể không có nói chuyện để biết được cái tâm tư, cái nguyện vọng của cháu đó như thế nào. Nhưng sau cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay rồi đấy. Nếu mà cháu đó, cháu Hồng Thanh mà thực sự mà mong muốn thì ở trong Sài Gòn hiện tại cũng đang có một nhà hảo tâm đang đồng hành cùng với Khánh
người quê gốc Nghệ An chúng ta, quê gốc miền Trung mình, xứ Nghệ đấy. Anh là một luật sư ở trong đó, là anh Nguyễn Đức Anh. Đấy, thì anh Nguyễn Đức Anh thì đang có một cái tấm lòng rất là tuyệt vời, và anh đang có những cái kế hoạch đang mong muốn để giúp cho những sinh viên nghèo vượt khó. Đấy, thì anh sẽ tài trợ là 100% học phí cũng như là cái chi phí sinh hoạt. Đấy, một phần nào đó trong cái quá trình học đại học. Đấy, tuy nhiên thì phải thực sự là chăm học, phải ngoan. Đấy, thì lúc đó anh mới hỗ trợ. Cùng báo cáo với chú Hạnh là cái thứ nhất là hoàn cảnh của cụ thì cũng nói hoàn cảnh của con này thì vất vả tư khí nó ở bị cụ thì nói tóm lại là cố gắng hết sức ấy. Dạ. Thì mấy ba cháu thì nói mà nói là kinh tế thì nó làm gì ra mà nhưng nó lại sướng. Vâng. Để mà học. Thì cái thứ nhất là vừa là ba con xung quanh này. Dạ. Thì rồi thì vừa là địa phương. Dạ. Địa phương thì hầu như là hẳn học 12 năm á. Dạ. Là ngay cả 9 năm lên từ lớp 12 tiếng nói chứ mà lên từ lớp 7 là tối thường thường là viết cái giấy giảm học phí dần ấy. Dạ dạ. Hẳn là thuộc diện là hộ nghèo á. Vâng. Cho nên là thường nắm hôm nó viết. Dạ. Không thì vừa là địa phương vừa là chính quyền tập thể là có như hỗ trợ hẳn để là dạ dạ. Là nó cho nó học. Dạ, như dạ. Nó học đến mức độ đủ đó thì phải nói rằng là cái cố gắng của là vừa là của hắn thì vừa là của cụ. Dạ, dạ. Thì công lao của cụ rất là lớn. Dạ dạ. Thì giờ thì cũng nói thực tế mà nói là bây giờ nó nếu nó đi được tiếp nữa thì cũng phải đặc biệt là phải nhớ đến cái chính quyền các cấp. Dạ. Rồi như đến các cái nhà hảo tâm. Dạ. Thì mới ra mới đi được tiếp nữa. Dạ. Chứ chưa nói mà bây giờ dư mà nếu mà giả sử như các cái nhà mạnh thường quân đi, các cái nhà hảo tâm đi, các cấp mà không quan tâm thì chắc hẳn dương đổi hẳn đi được nào đó. Dạ dạ. Thì cũng mong muốn rằng mong muốn của chính quyền rằng là nói tóm lại là bây giờ thì các cấp rồi là các cái mạnh thường quân dạ. Có như tạo điều kiện giúp đỡ hẳn để hẳn tiếp tục là có cái điều kiện học hành được cái mức nào cái mức vừa là cái mức kiến thức để sau này nó có cái nghề nghiệp nó ổn định chứ nó đưa cái thân nó. Dạ dạ. Vâng. Thì chính quyền thì thôn thì cũng dạ. Xin là báo cáo với chú một cái số vấn đề như vậy. Dạ dạ. Với những cái lời mà chú Hành là trưởng thôn vừa trình bày, đó là cũng muốn nói về người chắt ngoài của cố ở đây là cháu Hồng Thanh, năm nay 18 tuổi đấy quý vị, vừa tốt nghiệp cấp 3 xong. Thì những gì mà chú vừa nói đấy, cái nguyện vọng của chú, cái những cái phát biểu của chú có lẽ là cũng thay lời cho cái nguyện vọng của gia đình. Thì cho sau cái buổi ngày hôm nay xong thì cháu về cháu sẽ báo cáo với nhà hảo tâm. Và đặc biệt đó là anh Nguyễn Đức Anh, là người quê gốc Diễn Châu, Nghệ An. Nhưng hiện tại thì anh đang sinh sống và làm việc ở trong Sài Gòn đấy. Dạ, anh là một luật sư và có một cái tấm lòng rất là tuyệt vời, hướng đến những sinh viên nghèo nhưng mà có một cái chí hướng, một cái khát vọng mong muốn được vươn lên, được học tập để thay đổi cuộc sống. Thì nếu mà Hồng Thanh mà thực sự ngoan, thực sự mà khát vọng muốn chọn cái con đường học hành là cái nơi để mình có thể là tạo ra một cái bước đệm để gây dựng tương lai đấy. Đấy thì chúng con sẽ kết nối sau chú nhá. Đấy thì còn ngày hôm nay đến đây thì cũng biết về gia cảnh của cố, cũng như là để hiểu được là Hồng Thanh là sinh ra trong một cái hoàn cảnh như thế nào và được lớn lên dưới sự chăm sóc của ai, để xem có đúng thực tế là như nhiều khán giả chia sẻ hay không nhà. Và cũng biết được là cố là năm nay là 97 tuổi rồi mà trông cố còn minh mẫn, còn nói năng còn lưu loát như thế này là rất là chúc mừng cho cố. Đấy thì bây giờ như này, cố này, cố ơi, hôm nay con đến để thăm cố đây, cố có thích ăn gì không để con mua tặng cố này hả? À? Cố thích ăn gì không? Thấy lúc này cá nhiều rồi, bây giờ có thích ăn thịt không? Hả? À? Cá nhiều thế, tí nữa cho con ở lại ăn với nhá. Không biết cố nghe không à? Nghe. À. Mời chú Khánh ở lại ăn cá không? Có mời chú Khánh ở lại ăn cơm không? Cá nhiều quá. Cho con ở lại ăn với nhá. Không nói năng gì, không biết có hiểu không? Hiểu, cố à? Việt văn này cho con đỡ vắt. Gì lấy cái xanh cá này cho con nói cho cố xem cố hiểu.
đấy, cái chảo ở trên cùng ấy. Đấy, cô nấu ba nồi cá luôn, ba nồi cá luôn đấy. Sao mà cô nấu nhiều thế? Đây 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 đây, cá ngừ đấy. Đây 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 này. Nấu nhiều cá đấy, cô nấu nhiều thế. Đáng ba mua nhiều á? Mà tem mua con là đó. Mua nhiêu là ăn mua hết. Con là mua cho ăn rồi, đang đi đi rồi. Cho con ăn với nhá. Cho con ăn với nhá. Đấy, nhìn lên để con chụp ảnh với cố là một xe một chảo cá này. Đấy cả nhà. Đó. Nấu cơm ăn nhá. Nấu cơm ăn này. Đây chưa dừng lại đâu, còn hai nồi trong đó nữa. Sợ thật, cố nấu nhiều thế. Thôi, bây giờ con cố có thích ăn bánh ăn kẹo gì ăn thịt không, để con biếu cố vài đồng ăn bánh hả? À. Nhá. Hôm nay con đến đây đấy, con thấy cố như thế này đấy, con lại nhớ lại những người bà, người ông của mình, bà nội bà ngoại đấy. Đó, bà nội bà ngoại của con cũng như ông nội ông ngoại bây giờ không còn nữa. Lúc mà ông bà đang còn sống, còn khỏe mạnh thì chúng con lại chưa có điều kiện. Đấy, đến khi chúng con trưởng thành, đi làm ăn cũng có được đồng ra đồng vào một tí rồi thì ông bà lại không còn nữa. Đó. Cho nên là ước gì bây giờ ông bà nội, ông bà ngoại đang còn sống, còn khỏe, để chúng con có thể lâu lâu đi làm, đi ngang về tắt về rồi mua được cho ông bà gói bánh. Thì tuyệt vời. Hôm nay con biếu ông à, con biếu cù, con biếu cố 500.000 ăn bánh cố nha. Cảm ơn với. À. Cảm ơn chú với. Cảm ơn chú với. Cảm ơn chú Khánh với. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn bánh nha. Dạ. Đây là quà của con. Dạ. Mấy tiền đấy, tớ mấy tiền đấy. Tớ mấy nghìn đấy. Tớ mấy nghìn đấy. 50, 500. Ờ, đó là xíu. 500 à? 500. Thế bây giờ tờ này mấy tiền nữa? Đây là 500 nè. Tờ này cũng 500 nữa hả? Xíu đậm. À, thế 500 cộng 500 là bằng mấy tiền? Hả? Hả? 500 nghìn nè. À. Đây là con thay mặt cho em gái của con. À. Dạ, em Hà Thị Khoa biếu cho cố thêm 500 nữa. À. Dạ. Nhá, là 1 triệu để cố ăn bánh nhá. Cảm ơn với thế. Nhiều là cảm ơn với thế. Còn cái việc học của cháu Thanh của cố đấy thì rồi chúng con sẽ bàn sau nhá. À. Dạ, để chúng con sẽ về trao đổi lại với nhà hảo tâm, cũng như là để xem mai mốt đây cái nguyện vọng, cái ý chí học tập của Hồng Thanh thế nào nhá. Dạ dạ. Thế thôi con về cố nhá. Dạ. Thế thôi chúng con chào chào chú Hành ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi chào dì nhá. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu của mình để trò chuyện cùng với Khánh, cùng với cố ở đây. Dạ dạ dạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nhá. Xin chào tất cả quý vị. Bye bye. Dạ dạ. Con về nhá. Dạ. Cảm ơn.